giúp đỡ nam shipper bị ngã xe vỡ hơn 600 quả trứng. Biết gia thế của chàng trai, nhiều người không khỏi bất ngờ. Được biết lúc này khoảng 11 giờ trưa ngày mùng 6 tháng 11, một nam thanh niên đi giao hàng trên chiếc xe máy cà tàng và không may bị ngã, làm hàng trăm quả trứng rơi ra đường. Mặc dù đã nhanh tay cứu vớt và nhặt những quả lành lặn còn lại xếp vào khay, nhưng số trứng bị vỡ vẫn rất lớn, lên đến 600 quả. Trước cảnh tượng này, một cô gái trẻ là cư dân sinh sống tại chung cư gần đó đã có lòng tốt giúp đỡ nam shipper. Sau khi xin được số tài khoản, cô gái đã chuyển 200.000 để ủng hộ, đồng thời đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội để tìm thêm sự giúp đỡ. Chỉ sau khoảng vài tiếng, chị bất ngờ nhận được nhiều sự ủng hộ của bạn bè và cả những người xa lạ. Có người góp 50.000, 100.000, người hào phóng gửi 200.000 chuyển thẳng tới số tài khoản của nam shipper. Công đức vô lượng của cô gái sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng vì người tốt luôn ở xung quanh chúng ta. Tuy nhiên, đang cảm động, dân tình đọc bình luận thì cảm lạnh ngang khi phát hiện gia thế thật của anh shipper. Theo nguồn tin chưa xác thực từ một số camera chạy bằng cơm cho biết, chàng trai trên thực ra là ông chủ, nhà làm đại lý phân phối trứng lớn nhất ở Gia Lâm, Hà Nội. Thường ngày, anh vẫn chạy ô tô đi giao hàng cho các đại lý. Hôm nay trái gió trở trời, anh lại đi xe máy, rồi không may bị ngã mà thôi. Dẫu vậy nhưng sự vất vả của anh shipper vẫn là thật và lòng tốt từ tâm của cô gái là điều không thể bàn cãi. Chính vì thế mọi người khuyên nhau rằng nên hoan hỷ, đừng phán xét nhiều làm gì. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.